Sau cơn mưa lớn kéo dài vào chiều qua, tình trạng nước thải tuồn ra và phá vỡ các nắp cống xả ở bờ biển Phước Mỹ, quận Sơn Trà và Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, nằm dọc đường Võ Nguyên Giáp lại tái diễn. Nước thải đen ngòm kèm theo rác cuồn cuộn chảy ra phá những nắp ngăn tại cống xả. Tại các khu vực cống tràn, bờ biển bị nước thải xé toạc rộng hơn 5 mét, kéo dài hàng chục mét. Nước biển nhuộm màu đục sau khi nước thải tràn ra. Cứ sau mỗi đợt sóng dạt vào bờ, nhiều loại rác thải chủ yếu là mỡ vón cục dính lại trên cát. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, tình trạng nước thải chưa qua xử lý tuồn ra biển vẫn thường xuyên diễn ra do bị quá tải. Công ty thoát nước và xử lý nước thải đang giám sát chặt chẽ tình trạng nước thải chảy ra các hệ thống cống xả sau mưa như hiện nay. Được biết, dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà có 9 hệ thống cống xả dẫn ra biển. Mỗi khi có mưa lớn, tình trạng nước thải chưa qua xử lý lại chảy tràn ra biển do bị quá tải.